Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục sinh tồn trong thế giới tận thế zombie ha. Và mình còn phát hiện ra cái jetpack của mình nó còn có chức năng bay lượn nữa. Nè mà có mình lượn nè. Kiểu này thì tiết kiệm được khá là nhiều nhiên liệu á. Khi mình lượn như vậy thì dẫn đi được khá là nhanh á. Nhưng mà nó sẽ không có tiêu tốn nhiên liệu của mình. Nó tương tự cơ chế của cái cánh cứng á. Rất là hay luôn. Hợp lý. Ủa? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ủa sao bây giờ nó vô nhà mình được rồi? What the hell? Bây giờ đã có những con đột biến và nó tìm ra được nhà mình. Hay là nó spawn nó trong cái ruộng ta? Rồi, mình nghi là nó spawn trong cái ruộng lắm. Rồi nó mò ra ngoài. Chắc vậy rồi. Tại ngay chỗ ruộng này mình không có nhiều ánh sáng nè, nên nó dễ xuất hiện lắm. Cái trứng Reaper thì mình cũng canh các thứ á, nhưng mà có vẻ nó vẫn chưa có lớn nè. Không biết là mất bao lâu thì cái trứng Reaper này mới nở ta. Thiệt luôn á, mình tìm đủ thông tin về cái loại trứng này á, nhưng mà không có. Nên cũng khá là khó để mình biết thêm về trứng Reaper đó. Thôi, trong ngày hôm nay thì mình có săn được một ít cái que quỷ lửa ở dưới địa ngục. Thành thử ra bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới, sử dụng số que quỷ lửa này và kim cương. Đây là hai thứ mình rất là cần trong ngày hôm nay. Để mình... Ủa? Lại là zombie đâu đây nữa? Ui, cẩn thận. Mình bắn cái súng Tesla nhiều khi trúng anh người sắt. Được. Anh người sắt này được việc nè. Trời ơi, quýnh con rip. Ôi, quýnh con zombie. Xỉu ngang luôn mà. Cái bé dân làng còn sống không ta? Ồ, bé dân làng còn sống tốt lắm. Được. Mình nói là mình dẫn thêm dân làng về á, nhưng mà hiện tại mình đi rảo xung quanh thì không có dân làng con nào hết, nên khá mà khó để mình ẩm về á. Để mình mốt có dân làng con đi, mình ẩm về sao. Còn bây giờ thì trở lại với công việc ngày hôm nay là mình sẽ tiến hành chế tạo ra những cái carbon á. Hôm nay thì mình sẽ cần khá là nhiều carbon á. Đây, đầu tiên carbon thì mình sẽ cho kim cương, bột quỷ lửa vô đây. Và sau đó là châm thật là nhiều nhung nhâm vô ha. Đây. Hiện tại thì quá trình tạo ra carbon của mình nó vẫn diễn ra khá là thủ công á. Đó, có carbon liền. Làm tương tự với số kim cương và bột quỷ lửa còn lại ha. Mình còn khá là nhiều đó. 5 minutes later. Rồi. Mình châm hết số nhung nhâm luôn á. Rồi nó dư lên khá là nhiều ha. Ôi chú cha. Nhưng mà nó giật cũng khá là nhanh đây. Nãy giờ thì mình được cỡ cái này nữa là 40 nè. 40 carbon rồi. Mình sẽ tiến hành mình đập bớt ha. Tại vì ngoài carbon fiber thì mình cần phải có thêm những cái carbon blade nữa. Nên mình cần phải đập á. Và mình sắp có được 18 cái carbon blade ha. Ồ, 20 luôn. Wow, nhiều nha. Rồi, không để các bạn chờ đợi nữa. Hôm nay mình sẽ sử dụng toàn bộ số carbon này để mình làm ra một set giáp mới. Hôm nay thì các bạn cũng có thể thấy mình mặc cái set đồ exoskeleton này khá là nhiều rồi đó. Nên hôm nay mình muốn đổi gió một xíu á. Muốn mang một luồng gió mới. Mình sẽ cởi tạm nó ra. Và chế tạo một set đồ mới. Set đồ này thì có tên là Advanced Combat ha. Đây mình sẽ làm trước cái nón nè. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Làm từ toàn là nguyên liệu carbon thôi. Một nguyên liệu rất là cứng ha. Đây, cái áo nè. Cái quần. Nhìn thì có vẻ đẹp đó, nhưng mà sức mạnh và khả năng phòng thủ thì mình chưa có test hết. Nên giờ thì cùng mình test thử nha. Hy vọng là mạnh. Rồi, mặc cái set đồ này mà đeo cái jetpack vô là rất là đẹp á. Rất là phù hợp á. Ô, bây giờ mình mới thấy rõ cái jetpack của mình nè. Wow. Thì ra cái jetpack của mình nó màu trắng chứ không phải màu tím hả? Hôm qua mình cứ tưởng nó màu tím cơ. Rồi mặc set đồ mới vô nè. Nón trước. Ui. Trời. Cái nón như cái nón phi công ấy. Cái ủng coi. Wow, cái ủng cũng khá là đẹp. Cái quần. Và cuối cùng là cái áo. Đẩy. Nhìn mình. What slash chưa?
Ui, coi kính các thứ cơ. Xinh thật. À, và set đồ này thì hình như mình được cộng thêm tốc độ di chuyển tương đối á. Mình thấy ở chỉ số của nó nè, nó sẽ cộng cho mình 10% tốc độ di chuyển cho mỗi cái bộ phận á. 4 bộ phận là được 40% tốc độ di chuyển. Chạy cũng khá là nhanh đấy. Rồi, nhưng mà set đồ này thì nó tiện hơn set exoskeleton, là mình có thể cường hóa nó liền được hay sao á. Mình sẽ thử. Đúng rồi, mình có thể thoải mái cường hóa luôn. Và ưu tiên của mình hàng đầu đó chính là dòng bảo vệ. Đấy, tiếp theo là mình sẽ cho nó một ít chạm hỏng. Đây là hai dòng mà cần thiết nhất luôn. Rồi tới cái áo nè, vẫn vậy ha. Rồi tới cái quần. Và cuối cùng là cái ổn. Riêng cái ổn thì mình sẽ cho nó thêm cái dòng giảm sát thương khi rơi để mình té không có bị mất nhiều máu. Và thêm dòng chạm hỏng. Ồ, có tăng tốc nữa nè. Wow, đã nha. Tăng tốc luôn, ép luôn. Còn dòng Deep Strider mình sẽ ép luôn á. Ép vô cái ổn này cho thật là xịn. Rồi, giờ thì sau khi ép dòng tăng tốc thì mình có thể chạy nhanh hơn chưa? Test lại coi. Nó không khác gì set exoskeleton cũ mình ha. Chỉ khác mỗi là mình không có nhảy cao thôi. Nhưng mà không sao, mình như vậy thì khá là tốt rồi. Bây giờ mình té cũng đâu có mất máu đâu. Ui giời, vậy là hôm nay chúng ta lại trải nghiệm thêm một set giáp cực kỳ tốt rồi ha. Nhưng mà muốn test rõ hơn thì chắc phải thực chiến mới biết được. Set đồ cũ tạm cất vô đây. Rồi, đi quẩy cùng mình hôm nay nhá. Cất que quỳ lửa luôn. Carbon cất ở nhà. Xíu về tính tiếp. Giờ thì lo đi quẩy trước rồi đã. Có xích giáp mới mà. Không quẩy thì uổng. Mà trong thời gian sắp tới á, mình có âm mưu là chế tạo một khẩu súng sử dụng phát đạn plasma. Một loại đạn bắn một phát là nhiều khi chết cả đàn á. Rất là nguy hiểm á. Và loại súng đó thì bắt buộc phải có cái sao nè đờ. Thế nên sẵn tiện đang có set đồ mới thì hay là chúng ta qua địa ngục đi săn xương đen nhờ. Hợp lý phết đấy. Ôi, nhưng mà trong cái set vũ khí của mình không có món nào mà có dòng nhạc hết. Thì liệu rằng săn xương đen nó có khó không? Mình sợ nó bị khó quá đấy. Tại vì đâu có dòng nhạc đâu. Ôi trời 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 ơi. Zombie Batman cưỡi ngựa. Ghê ta, căng thẳng vậy. Mà ngựa cũng chịu nha. Có nên cướp ngựa không? Thôi. Nay mình làm người tốt, nay đóng giả người tốt bữa đây. Có thanh niên này cà khịa mình nè. Rồi bắn thử đi. Ui da, bắn đầu thôi. Ôi, cái set đồ này có vẻ là nó không có được trâu cho lắm nha. Những cái con quái vật địa ngục mà cầm súng bắn vẫn rất là thốn luôn. Có vẻ là nó không được trâu cho lắm đấy. Đừng để vẻ đẹp đẹp của cái khẩu súng này đánh lừa. Cái gì đây? Ui, động có mình nhặt được một cái động cơ V8 gì nè. Ui, ghê hả? Để một xíu về mình coi cái động cơ này làm ra cái gì. Nhiều khi đây là động cơ để làm ra máy bay nữa thì hợp lý. Xíu về làm máy bay luôn. Thôi giờ thì... Ủa, hình như tòa tháp này mình... Tòa thành địa ngục này mình khám phá rồi. Ui, zombie trong đây nó đứng theo đàn luôn á. Mà đỡ cái không con nào cầm súng. Giờ test thử bộ giáp coi. Ôi, đánh thốn nha. Bộ giáp này chống cự đối với những con cận chiến thì... Mình thấy nó như giáp kim cương thôi. Nó không có vượt trội gì cho lắm. Mình thì đâu đó rõ ràng lắm. Đẹp thì đẹp. Mà yếu là mình nói yếu à. Chứ mình không có tăng bốc cái bộ giáp này lên quá ha. Quá chuẩn luôn. Con này 200 máu. Hèn gì bắn lâu ngủm thật. Cái ổn gì đây? Marine. À, ổn hải quân. Cái này nhặt hoài luôn á.
Sao hôm qua mình gặp nhiều xương đen lắm mà ta? Hôm nay xuống chẳng gặp con nào hết. Toàn gặp zombie không à? À, kia rồi. I see you. Xương đen. Ủa, xương đen trong đây bắn cung ghê lắm nha. Xương đen người ta chỉ cầm kiếm thôi, xương đen này cầm cả cung nữa. Giang hồ thiệt. Giang hồ xương đen. Giang hồ xương đen. Giang hồ hả? Rồi ra cái trò thôi, chứ không có cái đầu ha. Ôi căng rồi, chứ này căng rồi. Tại giờ dùng súng không á, nên đâu có ép được cái dòng nhạc nào đâu. Mà súng thì mình thấy là nó không có được ép dòng nhạc. Ồ. Để mình coi công thức. We the school. Đây. Không có công thức chế tạo rồi. Chết không. Vậy là bắt buộc phải đi săn xương đen rồi. Kèo này căng quá các bạn ơi. Kèo này hơi căng. Trong lúc căng thẳng thì tốt nhất chúng ta nên ghé vô pháo đài địa ngục, loot một ít cái đồ để cho đỡ căng thẳng ha. Cơ hội liền. Ủa, mình lại thêm được một cái đuôi metal gì nữa nè. Ui, có khi nào mình đi lòng vòng trong pháo đài địa ngục một hồi mình gáp được nguyên chiếc máy bay không? Dám lắm á. Mấy con này né ra đi. Né ra chỗ khác. Đừng có nhờn với chế nha. Bữa nay chế mới có giáp mới đó. Bữa nay là bữa mà mình lượn nhiều nhất ở dưới địa ngục luôn á. Mọi bữa mình ít khi mà qua địa ngục lắm. Ôi trời trời trời. Ui. Thằng ơi, nó giang hồ. Bạn của nó mà nó lấy cái kiếm này nó chọt một phát nằm một đống luôn. Không kêu rìu chứ. Cái tên này bạn bè mà chơi với nhau gì đó. Không thể chấp nhận được. Mình sẽ trả thù cho người bạn của nó. Thằng ơi. Nè. Cái gì thì bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh. Rồi đàm phán với nhau. Không được thì nói tôi xử lý giùm cho. Chứ có đâu mà. À đây nữa này, đây nữa nè. Này này thì xương đen. Xương đen hả? Có rơi đâu? Ủa nó rơi ra cái. Ồ cái này. Ồ cái lasso này cũng hay nè. Ờ à, được được. Mình mới mốt mình có cách để đưa dân làng về nhà rồi. Mình nhớ rồi. Trong đây nó có cái công thức làm ra cái lasso. Đó là một thứ có thể bắt được những cái con quái vật nè. Những con mốt các thứ ha. Hợp lý. Vậy là chúng ta sắp dẫn dân làng về nhà được rồi. Nhờ con xương đó mình mới nhớ ra công thức. Cũng cảm ơn nó nhiều ha. Giờ thì chắc mình sẽ tranh thủ mình khám phá nốt cái pháo đài này, cũng như là săn thêm xương đen một tí nữa. Để thử coi nếu mà không có dòng nhạc thì mình săn xương đen nó có khó rơi ra cái đầu không. Ê, cái gì? Oh my god. Ôi con zombie nó lượm cái đầu con xương đen nó đòi kìa. Trả tôi cái đầu. Ôi da. Ủa nó giành nhau cái đầu nó đòi kìa. Ơi. Trời ơi. Hồi nãy bắn một phát một chết con xương đen. Zombie lên nó giật cái đầu nó đòi liền. Nhưng mà cái đầu này của chế cưng ơi, đâu phải muốn đổi là đổi được đâu. Hôm nay lọc nhân phẩm nha, lọc nhân phẩm nha. Có lấy được một cái đầu. Cũng ok. Rồi sẵn tiện vô pháo đài này luôn. Rồi coi có nhặt thêm được bộ phận nào của cái máy bay không. Im như ta. Trời ơi, nay cảm giác mình hơn. Mình may mắn hơn hẳn luôn á. Làm cái set đồ này có vẻ hơn à. Được này. Cộng một nhân phẩm. Rồi, ôi. Nhưng mà không có rương. Nhân phẩm có được đầu Wither đấy. Ờ, có rương nè. Ít ra không phải có rương cho lấy ít sắt chứ. Ui, còn cái có túi cứu thương gì nữa kìa. Medkit. Ui. Ui, cái này một xíu mình mất máu đi mình hả. Hả, thử dùng ha. Đợi xíu mình lên mình cho zombie nó bắn mình tí. Mình mất máu rồi mình sẽ dùng thử cái medkit. Coi coi nó hồi có nhiều máu không.
Đã vậy, mình còn phát hiện gần cái pháo đài địa ngục còn có một cái công trình khác nữa. Ui, công trình này có lồng spawn xương đen luôn. Im vậy. À, được á nhờ. Vậy là 11 mình có chỗ để farm xương đen rồi. Đã ghê. Farm không giới hạn luôn. Có lý ta, có lý ta. Để đó, để đó. Cứ để đó, giờ thì đi khám phá tiếp. Ít ra là cũng được thêm một chỗ mới. Nè, còn hướng đi nè, còn đường đi nè. Ôi, mấy con này. Đừng có làm càn nha. Đừng có làm càn nha. Dám làm càn hả? Quá trời xương đen luôn. Mình có nên giết bớt, đập bớt làm spawn không? Khối ngọc lục bảo. Được nhờ, được, được. Đầu xương đen. What? À, trong công trình này nó còn có đầu xương đen nữa. Ui, có kìa. Quá trời đồ, đồ luôn. Thôi lượm trước đi, tính sao? Kiếm sửa chữa. Ý. Vô đúng công trình dạo rồi. Chiến này vô mánh rồi các bạn ơi. Đã thiệt chứ. Hôm rồi mới thấy loot một công trình mà nó êm như vậy luôn á. Rồi hết vào rồi, qua đây hết vào rồi. Nó vào được có một khúc à. Khúc này hết vào rồi. Như vậy thì chỉ có những cái rương ở trung tâm. À đây đây, bên đây cũng có rương chứa đồ khá là ok nè. Quá trời táo vàng luôn. Được vậy cà. U nón sửa chữa nữa nè. Vô đây lượm đúng nhiều mấy cái đồ sửa chữa luôn. Hết rồi, hết đồ sửa chữa à. Cũng được. Ui, có anh em tương tàn kìa. Ghê vậy. Giờ mình có nên test thử cái medkit không ta? Mình cho nó kiểu như đánh mình mất máu xíu á. Rồi cho các ngươi đánh đang chút đó. Nè quýnh đi. Rồi mình sẽ thử dùng medkit coi coi nó hồi phục được bao nhiêu máu cho mình á. Nhưng mà nó đánh mình không chết nổi. Mình khá là trâu luôn á. Rồi thử dùng cái medkit coi. À là tức là khi mình dùng medkit là mình sẽ được chữa lành ngay lập tức luôn á. Mình full máu lại liền. Như vậy thì cái medkit trong đây khá là tiện lợi á. Những trường hợp cấp bách thì có vẻ medkit sẽ giúp mình sống sót được á. Chuyến đi này em ru luôn. Tự nhiên về cái có được hai món đồ có sửa chữa nè. 11 là mình có thể tách ra để ghép vô cái xích sáp hoặc là những cái món đồ mà cần sửa chữa ha. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm thời treo hai cái đầu xương đen vô đâu vậy ta? Mình có hai cái à, không được ba cái nữa. Cây ghê, treo vô đây đi. Đó, mà mốt kiếm thêm cái nữa là chúng ta có thể đánh nhau với boss Quider bằng những cái vũ khí và áo giáp tối tận này rồi. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau xem coi cái động cơ V8 này thì nó là cái để chế tạo ra loại phương tiện gì. Động cơ V8 á ta. À, nó là động cơ cho mấy cái trực thăng, máy bay hạng xịn nè. Nè, như cái trực thăng này là mình không cần động cơ, thấy không? Không cần động cơ V8. Nhưng mà cái trực thăng bên đây nó xịn hơn nên nó sẽ cần động cơ V8 á. Đỡ phải chế tạo. Mình cũng có cái đuôi luôn. Wow. Mình có cái đuôi của trực thăng luôn rồi nè. Được á nhờ. Thôi thì lỡ hay là hôm nay mình làm luôn cái trực thăng đi nhờ. Trực thăng Tiger đi. Trực thăng con cọp. À, mình thấy trong đây mình có được một ít khoan. Hôm bữa mình có cái, ủa cái này là cái nắp xe tăng hả? Quên. Vậy là bây giờ mình phải coi công thức lại rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ ngồi mình kiểu như là liệt kê ra tất cả các bộ phận của chiếc máy bay này á, để mình dễ chế tạo hơn. Chứ bây giờ mà vừa chế tạo vừa tìm thì nó hơi lâu á. 5 minutes later. Liệt kê một hồi muốn xỉu luôn. Nhưng mà sơ bộ thì mình đã làm ra được một cái danh sách những cái bộ phận cần phải chế tạo ha. Nó bao gồm những thứ như là cái cánh của cái trực thăng trước nè. Cánh thì khá là rẻ luôn,
chỉ làm từ sắt thôi à. Nguyên liệu chính vẫn là sắt. Một ít sắt nè, một ít vàng nè, lâu lâu thì nó cần redstone nè, lâu lâu nó cần thêm chút tính nè. Rồi, hình như cần vậy thôi á. À, còn lâu lâu cần có da nữa hay sao? Nãy mình lướt qua mình thấy có công thức cần có da nữa. Rồi, giờ thì làm nha. Đầu tiên là mình cần có hai cái cánh trực thăng trước. Hai cái cánh. Tiếp theo. Đó, có hai cái cánh đây nè. Giờ thì mình làm cái buồng lái đi. Buồng lái nên hơi rườm rà một xíu. Mình cần phải có thêm cái xe mỏ nữa. Đó, vậy là mình đã có được cái buồng lái rồi nè. Xong một bộ phận có. Giờ thì tới... Mình thì có cái đuôi rồi ha, nên không cần phải chế tạo. Giờ thì lên mắt làm cái blade. Cần tới 4 cái blade lận nha. Đó, 4 cái. 1, 2, 3, 4. Có luôn. 4 cái thì 4 cái. Và... giờ tới cái gì ta? Cánh nhỏ. Hết cánh bự rồi tới cánh nhỏ ha. Cánh nhỏ đây. Cánh nhỏ nó lại cần thêm hàng rào sắt. Công thức này phát sinh ghê á. Rồi, cần mấy cái? Hình như cần 2 cái này thì phải. Hai cái thôi thì mình sẽ làm hai cái. Vừa đủ luôn. Và cuối cùng thì mình sẽ cần phải có cái FIM-92 Stinger ha. Cái này giống như cái khẩu súng hay sao ấy. Mình thấy cái tên nó khá là giống khẩu súng luôn. Và công thức của nó thì không chế tạo ở đây được. Lẽ nào? Nó là một khẩu súng chế tạo trong cái bàn làm vũ khí nâng cấp ha. Đây, công thức của nó thì mình sẽ cần có 10 cái fire glass với 20 redstone. Đó, 10 cái thôi chứ gì. Có luôn, lượm luôn. Đây, đây là bên rocket ha. Làm. Vậy là mình đã có đầy đủ những cái bộ phận để chúng ta có thể làm ra được cái... quên, còn bánh xe không thôi là ha. Đậu bằng niềm tin à. Làm thêm 3 cái bánh xe nữa. Đây. 1, 2, 3. Rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng làm được cái trực thăng đầu tiên rồi. Ta da. Và người mình muốn khoe đầu tiên đó chính là khoe với bác Văn Lạc. Giờ bác muốn về làng thăm không? Bác muốn về làng thăm không? Tôi đèo bác lên đi trực thăng. Tôi là có bằng lái máy bay rồi, yên tâm. Đây, trực thăng tôi đây, khoe với bác luôn. Đó. Bác thấy thế nào? Bác thích đu bánh xe hay là đu cánh? Hả? Tại mình bây giờ mình đâu có đèo bác này lên đây được đâu. Ui mà công nhận cái trực thăng này đẹp thiệt á. Thôi đi lên trên đi. Lên trên ngắm cho nó dễ. Quên nữa. Bác ơi, bác ngắm trực thăng không? Cho bác ngắm trực thăng xíu nè. Nè trực thăng nè, ngắm đi. Cái này là mô hình thôi. Còn hàng thiệt là không cho bác ngắm đâu. Bác hơi xui á. Ở dưới đi, ăn năn hối cải chừng nào hên lại thì cho đi ngắm trực thăng. Nhưng mà giờ vẫn thấy tội nghiệp cái bác đó. Tại bác đó xui quá chứ mình cũng không muốn làm gì đâu. Rồi, trực thăng là người ta có bãi đậu đúng không? Mình là trực thăng đậu trên ruộng. Vậy nó mới sốc. Đây, trực thăng của mình. Tèn tèn. Ôi, 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 ôi. Cái gì đó? Ủa? Ê? Ê? Hello. Ripper. Ripper đã nở rồi nè. Ngồi xuống đi, đừng có chạy lung tung. Có ăn thuốc súng không? Hồi nãy trên đây mình thấy có thuốc súng dư nè. Ở đâu rồi? Thuốc súng mất tiêu rồi. Mình nghĩ Ripper là sẽ ăn thuốc súng ấy. Nhưng mà giờ không dám thả đi được, thả đi lung tung rồi. Mấy cái con cá nó ăn thịt đó, còn nhỏ đừng có đi lung tung nha. Ở trong ruộng đi. Vậy là cái trứng đã nở rồi nha. Trời ơi, ấp mấy ngày thì cuối cùng cũng nở rồi. Vui ghê á. Một xíu thì mình sẽ tìm cách để... À mình có thể ẩm được. Mình ẩm Ripper nè. Có bạn nào thử ẩm Ripper giống mình chưa? Mình hôm nay là ẩm được Ripper rồi đó nghe. Đập kiến được không? Không đập kiến được. Đợi anh xíu. Đi. Thường lắm á, mấy ẩm xuống căn cứ á. Rồi. Cho Ripper lên giường mình ngủ luôn. Giường mình bự lắm. Úi trời. Mình thả xong lọt lên cái tủ sách rồi. Thôi kệ, ngồi đây nha.
Vậy là 11 mình đã có bạn mới rồi. Và chắc mình sẽ đặt tên luôn đi nhờ. Mình có thẻ tên nhiều lắm. Đây, thẻ tên bé Creeper. Creeper. Đó. Đã liền. Rồi. Yes, bé Creeper. Tên tên. Có tên luôn rồi nha. Được thật sự. Ừ, hay là mốt mình dẫn mèo về chơi với Creeper nha. Chắc Creeper khoái lắm. Thôi tạm thời thì bỏ qua vấn đề Creeper đi. Mình sẽ khoe máy bay tiếp. Đây, máy bay mô hình khuyên phiên bản 1.1 nha. Hơi bị bự. Đấy. Nhìn nhức cái nát tới ta ơi. Ôi nhưng mà cái này nó vẫn có hai buồng lái nha. Rồi chăm xăng. Đó 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 đó. Quá trình chăm xăng này hơi lâu ha. Đợi cho nó đầy bình trước đây. Giờ trong lúc mà nó đang chăm như vậy, mình thử mình cất cánh thử ha. Ủa sao mình... Ủa mình ngồi trên buồng lái chưa ta? Hay là ngồi xa chỗ à? Hình như đây mới buồng lái nè. Ôi ôi mới ngồi lên là... Ghê hả? Ui ui ui. Ui cái này khó lái lắm. Khó lái thật. Mình ấn tới nhưng mà nó chết. Tôi sống. Tôi sống rồi. Chìm máy bay, chìm máy bay. Thôi xong rồi. Máy bay chìm ngẫm rồi. Chết không. Thằng ơi lái máy bay xong máy bay kìa. Úp ngược y như con rùa lật ngược. Thánh thần thiên địa ơi. Chết luôn rồi. Kiểu này mà bác dân làng mà kiểu đưa mình lái thì thôi rồi luôn. Tới công chuyện thiệt chứ. Bay lên. Ôi chết rồi chết rồi. Nó lộn con mèo rồi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ôi ôi chim 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 chim. Cố lên. Ôi lên rồi nè, lên rồi nè. Nice. À lên được rồi. Ui. Đã quá à. Mình bay được rồi nè các bạn. Mình đã làm phi công rồi. Wow, hello Dương Bay. Ui, hello mấy cưng. Hôm nay anh Lộc làm phi công. Rồi. Giỡn hoài. Ôi, ôi, ôi. Hơi khó lái xíu. Nhưng mà không sao. Mình đang tập làm quen. Bay lên. Ủa sao bay tới mà nó toàn gieo không vậy? Cố lên. Đi tới tiếp xíu nữa. Đó. Đã quá à. Mà trong cái máy bay này còn có súng nữa nha. Mình có hai loại súng luôn nè. Và ngoài ra thì còn có tên lửa nữa. Cái này thì để từ từ mình học cách bắn sao. Giờ lo lái trước, học lái trước. Quay xe, quay xe, quay về. Đó. Chuyên nghiệp liền. Chết rồi. Giờ bay lên rồi đáp làm sao. Ui có dùm bay sẵn rồi. Né ra trực thăng đáp đây. Ui 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 ui. Rồi đáp xuống đáp xuống đáp xuống. Trời đất ơi. Mừng quá đi. Đáp rồi. Mèn đét ơi. Trực thăng bốc cháy luôn rồi kìa. Nhưng mà nói chung lái trực thăng là một cảm giác ta nói nó chóng mặt. À không, mình sẽ cố gắng điều khiển cái máy bay này ha. Hôm nay bay được một đoạn là thấy hay lắm rồi.
Các bạn thấy rồi đó, điều khiển máy bay rất là dễ cắm đầu á, không phải giỡn đâu. Nếu tóm lại trong ngày hôm nay là một ngày rất là ok á, vừa có giáp mới mà vừa có phương tiện di chuyển mới nữa. Rồi mới mốt chắc mình sẽ làm một chỗ đá máy bay chuyên nghiệp hơn. Chứ bây giờ có ga ga cất xe tăng chẳng lẽ không có nổi một cái để cất máy bay ha. Rồi hy vọng là mình sẽ sớm làm được. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp của mình trong tận thế zombie. Còn bây giờ thì bye bye.